22-21. Đập. Bên kia quả lúc trước ra ngoài xa nhưng không bỏ. Đội trẻ sung rồi. Vân lên. Hay quá nhờ. Bom. Chất trong từng pha cầu, chất trong từng điểm số. Đập. Hết chưa? Ngoài sân rồi, tiếp thế. 22 điều. Cồn quá nhờ. Vẫn lên, đội trẻ thủ hay quá. Vẫn lên rồi. Anh Phương hết pin rồi. Em lại phải ly rồi, lại phải ly rồi. Lại một trận đấu rất hay. Một trận đấu ở bảng D. Bảng đấu chỉ có 3 đôi vận động viên và cả 3 đôi vận động viên này đều rất mạnh. Phía gần màn hình của chúng ta cặp đôi Kiên Phương và đối thủ của họ là cặp đôi trẻ Tú Lộc của Bắc Ninh. Ở trận đấu trước thì cặp đôi Tú Lộc đã giành chiến thắng trước cặp đôi Long Hùng của Quảng Ninh. Nhưng ngược lại, ở trận đấu kế tiếp thì Long Hùng lại thắng Phương Kiên. Và trận đấu này thì cặp đôi Phương Kiên lại gặp cặp đôi Tú Lộc. Trong trận đấu này nếu mà cặp đôi Phương Kiên thua thì sẽ bị loại khỏi giải đấu. Còn nếu mà cặp đôi Phương Kiên thắng thì sẽ tính hiệu suất để tính hiệu suất điểm số để tìm ra hai cặp đôi nhất nhì bảng vào vòng trong. Thủ cầu không tốt. Để cho trận đấu này nó diễn ra mà không có bất cứ ai được xem. Đội trẻ Bắc Ninh đánh hôm nay rất hay. Bây giờ rồi. Đập cầu. Cặp đôi giải ba trẻ toàn quốc đây. Rồi. Bom. Vẫn lên. Bên Phương Hải, Phương Kiên bắt đầu thủ hay hơn rồi. Rồi, chặn cầu, đập cầu trên lưới rất tốt, điểm số 3 đều. Điểm số 4-3, Ngô Phương giao cầu. Ăn rồi, 4 đều. Ok, thầy Phương, chính xác là thầy Phương. Một cầu tốt, cặp đôi trẻ đập cầu rất bền. Xin chào mọi người. Mỗi người có thể ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ đúng không ạ? Trận này rất hay. Trận đấu này quyết định rằng cặp đôi nào sẽ nhất nhì bảng hay là cặp đôi nào sẽ bị loại. Đôi trẻ sung quá. Mua sim mới, cái sim cũ không hiểu tại sao mấy hôm nay mạng đăng ký mạng mấy chục nghìn, gần trăm nghìn mà không thể nào vào mạng được. Sáng giờ đăng ký 5 gói mạng rồi. Không vào được. Long Tô Quảng Ninh thua cặp đôi phía xa màn hình nhá. Nhưng mà lại thắng cặp đôi phía gần màn hình. Đập cầu ngoài sân. Còn phải phụ thuộc vào kết quả của trận đấu này nữa. Điểm số 7 đều. Đáng bọn Vinaphone quá nhờ. Vẫn lên, đôi trẻ thủ hay quá. Vẫn lên, rồi. Anh Phương hết pin rồi. Bom. Không chết được. Bom. Bên này đối thủ hay lắm. Cầu lửng khá hay. Tiếp tục đập cầu. Vẩy cổ tay vẫn lên. Vẫn còn. Không còn rồi, đập xỉa nách. 8 đều.
tay vợt trẻ tài năng hàng đầu của cầu lông Hà Nội. Gần đây nhất thì em cũng giành chức vô địch ở nội dung đôi nam giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô ở nội dung học sinh cấp 3, dưới tuổi học sinh cấp 3. Chào chủ nhà. Ok, xin chào anh Cường Lê. Đúng rồi đấy, anh phải vào chào chủ nhà. Một cầu tốt. Điểm số 9 đều. Điểm số 9 đều. Trận này căng này. Vẫn lên kìa. Anh Phương thủ hay quá nhở. Ôi trời ơi, thủ hay, mỗi đội đập xịt. Nào sẽ nhất bảng, nhì bảng hay là bị loại? Điểm số 10 đều. May quá không vào lưới nữa. Trận này xong nghỉ anh ạ. Kiểu gì cho phải nghỉ. Rất chủ động tì lưới, nhưng mà đôi trẻ thủ hay quá. Rồi, rất đơn giản. 12-10, phía xa màn hình Tú Lộc đã thắng một trận rồi. Xong rồi cặp đôi Long Tô cũng thắng một trận rồi. Bây giờ mà đôi này cũng thắng một trận nữa là ba đôi đều có một trận thắng và một trận thua. Nếu mà trận này mà Phương và Kiên mà thắng thì phải tính, chắc là tính hiệu số hoặc là phải đánh thêm một số trận. Anh em bổ cho quả xẻ đấy. Như thờ lộ. Ok anh em, Hùng đã trở lại rồi đây, ra ngoài có chút việc. Điểm số đang là 17-19. Ăn không? Rồi, tưởng là có lưới thì chết. Đấu rất hay. Hello anh Trương Văn Khánh nhá, xin chào anh, cảm ơn anh đã chào chủ nhà. Gọi đi nhá. Ôi, trời ơi sao. Bom. Bom. Chém hay đấy nhở. Nó bật cao thật. Ôi.
Bom. Bên thủ được. Bên thủ bình thường. Bổng lên. Bổng lên. Ôi, 20 đều. Chúng ta tiếp tục với trận đấu 20 đều, rất căng thẳng. Chất trong từng điểm số luôn. Trận đấu này chất trong từng điểm số luôn. Rồi. Ăn rồi. 21 đều. Biết ngay lịch thi đấu buổi chiều. Xin chào Việt fan cứng Việt Dũng nha. Ai hỏi mà không Du Hùng chia sẻ thì Hùng sẽ không trả lời đâu nhá. Chỉ ưu tiên trả lời những người Du Hùng chia sẻ live stream. Ôi chém nhỉ, hay đấy nhỉ. Vẫn còn. Rồi đập. 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 Rồi. Rồi. 22-21. Đập. Bên kia quả lúc trước ra ngoài xa nhưng không bấm bỏ. Đứa trẻ sung rồi. Vẫn lên. Vẫn lên. Vẫn lên. Hay quá nhờ. Bom. Chất trong từng pha cầu, chất trong từng điểm số. Đập. Hết chưa? Ngoài sân nổi tiếp thế. 22 điều. Hay lắm. Ngoài sân rồi. 3-2. Tú Lộc cặp đôi trẻ. Toàn 2k mấy thôi. Hay quá nhỉ. Vừa mới được huy chương đồng giải trẻ toàn quốc. Ở phía sau. Vẫn lên. Sợ không? Chặn lưới hay từ Ngô Phương. Ai chia sẻ nhìn là biết. Bởi vì bây giờ cứ ai chia sẻ là nó có danh hiệu người chia sẻ. Bom. Bom. Rồi. Đây không có lưới đội tuổi 40-50 ạ. 24 đều. Vẫn lên. Không lên rồi. Năng sẽ bị loại nếu mà như nếu như cặp đôi Phương và Kiên thắng thì Long Tô khả năng sẽ bị loại. Còn đôi trẻ này mà thắng thì Long Tô vào. Ôi, hay quá nhỉ. 25 đều. Vẫn còn, chân rất dài. Ôi, tiếc quá. 26-25. Hai mươi sáu đều. Lộc Tú gặp Kiên Phương. Bóng lưới ai thế nhỉ? 27-26. Bom. Chém hay thế nhỉ? 28-26. Vâng, đã phải đánh hết lịch thi đấu đó, thì mới nghỉ. Cầu ngoài sân rất tỉnh táo từ Ngô Phương. Muốn thắng. Trẻ chạm 31 là thắng anh ơi. 28 đều thật kìa. Chất trong từng điểm số. 28 đều. Ngoài sân 29-28 đôi kỳ run luôn. Mai phố núi vào chia sẻ đi. Rồi. Ăn không? Ăn rồi. Trời ơi thằng em ơi. Vượt qua khó khăn không? Vẫn còn 29-30, 30 đều xem nào. Đấu do liên đoàn tổ chức nhiều khi xếp 31 là chuyện bình thường mà anh. Ngoài. Ngoài thế. Đó.
Rồi, đợt tiếp, ăn rồi. Trời ơi, Tú ơi, quả trước ngoài đâu dám bỏ.